Hương xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ ba ngày 17 tháng 9 ngày hôm nay Hương Giang sẽ chia sẻ với quý vị những tin tức liên quan đến bầu cử chiến dịch vận động tranh cử của bà Kamala Harris và ông Tim Kaine ngày hôm nay họ hoạt động ở đâu và chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump ngày hôm nay họ có những cái sự kiện gì nhưng mà quý vị biết là có một cái à, câu chuyện mà Hương cũng muốn chia sẻ với quý vị về cái câu chuyện mà âm mưu ám sát ông donald trump diễn ra tại florida vào ngày hôm nay thì nhà chức trách đã tiến hành lục soát cái căn nhà của nghi can này ở hawaii nhưng mà ở đây hương nhân nói đến vấn đề là cái câu chuyện này sẽ được nhắc lại hai lần lý do tại sao bởi vì Thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis vào ngày hôm nay ông tuyên bố là ông sẽ mở một cái cuộc điều tra về cái âm mưu ám sát này. Lý do tại sao tí nữa Hương Giang sẽ chia sẻ với quý vị. Nhưng mà trước khi đi vào những bản tin chính có một số tin tức quốc tế và tin tức địa phương mà Hương Giang muốn trao đổi với quý vị trước quý vị biết là vào ngày hôm nay khoảng 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương ở Lebanon thì đã có hàng ngàn cái máy nhắn tin quý vị còn nhớ là hồi xưa cái pager đó những cái máy nhắn tin điện tử mà được quân của Hezbollah sử dụng hàng ngàn chiếc đã phát nổ và đã dẫn đến là chín người bị thiệt mạng khi nhân đó là ít nhất là chín người bị thiệt mạng bởi vì con số này có thể thay đổi và gần 3 ngàn người bị thương và cái vụ tấn công này được xem là chưa từng có tiền lệ và nó gây kinh ngạc cho cả thế giới quý vị biết rồi Hezbollah là cái nhóm một cái tổ chức à, dân quân có vũ trang mà được à, chính phủ hoa kỳ liệt vào tổ chức khủng bố và được iran hậu thuẫn và mới đây họ đã đặt một cái lô hàng từ một cái công ty có tên là gold apollo ở taiwan ở đài loan làm những cái pager bởi vì quý vị biết là lãnh đạo của Hezbollah khuyến à, đề nghị là tổ chức của họ không có nên dùng điện thoại Bởi vì Israel thì được cho là sẽ theo dõi điện thoại cho nên họ dùng pager máy nhắn tin Và ở bên ngoài đã cảnh báo là đây là một cái lỗ hỏng lớn cho Hezbollah Và quả thật là như vậy Cái lô hàng đặt hàng ngàn chiếc máy nhắn tin hàng ngàn chiếc pager từ Đài Loan đã bị Israel gọi là temper tức là xáo trộn họ đã cài thuốc nổ vào những cái máy pager đó và cái thiết bị gây nổ đó được kích hoạt từ xa và trước khi mà phát nổ thì những cái chiếc pager đó có những cái tiếng pip 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 trước khi mà phát nổ và bây giờ cuộc điều tra thì đang diễn ra nhưng mà hương giang không có rõ cho đến giờ chúng ta không có rõ là Israel họ đã can thiệp tức là họ đã tamper vào những cái máy pager ở cái giai đoạn nào giai đoạn tại Đài Loan hay là giai đoạn xuất cảng hay là giai đoạn đã nhập cảng vào Lebanon và hoặc là một quốc gia nào đó của họ tại vì hương giang không có nắm được là lô hàng này đã xuất cảng từ Đài Loan và nhập cảng vào nước nào nhưng mà thưa quý vị được xem là chưa từng có tiền lệ và Israel cho đến giờ thì họ chưa có lên tiếng nhưng mà theo cộng đồng thế giới và theo các cơ quan tình báo cho biết là Israel đứng đằng sau cái vụ tấn công này và họ gửi ra một cái thông điệp hết sức là mạnh mẽ đến tổ chức khủng bố này đó là chúng tôi sẽ bám theo quý vị mọi nơi mọi lúc bất cứ lúc nào đây được xem là một cái thông điệp hết sức là mạnh mẽ và Hebola họ tuyên bố là họ sẽ trả đũa và quay trở lại với San Jose quý vị biết lúc mà Hương Giang làm bản tin này thì ngoài đường ngay sát cái văn phòng của hệ thống truyền thông Cali từ đây của tòa soạn kẹt xe vẫn đang diễn ra và kẹt xe diễn ra từ khoảng hơn 3 giờ chiều ngày hôm nay khi mà có một cái đám cháy rất là lớn cháy này không phải là cháy à, tài sản mà cháy rừng cháy cây cỏ đúng ra là cháy một cái đám cỏ rất là lớn ngay cách tòa soạn không có bao xa và đám cháy này ngay lập tức đã bùng lên và từ hơn 3 giờ cho đến lúc này đây là 8 giờ tối xe vẫn kẹt nhiều và chiều nay thì các cơ sở thương mại xung quanh khu vực này nhận được lệnh là shelter in place tức là ở trong không có ra ngoài và xe cộ bị kẹt rất là nhiều không biết là quý có quý vị nào mà ở sau dê lại đi làm về hay là vô tình đi trong cái khu vực này thì có lẽ là quý vị đã phải chịu kẹt xe. À, cho đến lúc này thì Hương Giang à, vẫn nghe ở bên ngoài những cái tiếng là xe cứu thương, xe cứu hỏa chạy và Hương Giang không có đọc theo dõi tin tức tại vì không có ra ngoài được cho nên là theo dõi tin tức thì chưa thấy bất cứ cái tường trình nào về thiệt hại về tài sản hay là có ai đó thương tích chỉ biết rằng là nhìn qua hình thì đám cháy rất là lớn và hàng loạt xe cứu hỏa của thành phố hay là của quận hạt đã có mặt trong cái khu vực này ngày hôm nay thì thống đốc Gavin Newsom đã ký ba dự luật ông ký một loạt dự luật thì đúng hơn và trong đó có ba dự luật ký dự luật thành luật ba dự luật này nhằm đối phó với những cái thông tin mà sai trái về bầu cử ở trên mạng tràn lan ba cái dự luật này đều là do các nhà lập pháp của dân chủ khởi xướng và ông Gavin Newsom à, đưa ra cái thông báo này tại một cái à, cuộc họp một cái hội nghị mà ông có một cái trao đổi uh, với uh, giữa ông có một cái trao đổi với giám đốc điều hành của cái Salesforce uh, công ty Salesforce là công ty hết sức là nổi tiếng và hương Nhan được biết là trong cái công ty Salesforce này cũng có rất là nhiều người Việt Nam mà làm ở đây của ông Benioff và ông Gavin Newsom cho biết là hiện nay ở trên bàn ông có đến gần 1.000 dự luật chờ ký 999 ông nói là như vậy và trong đó có 38 dự luật mà nó liên quan đến vấn đề AI và bây giờ quý vị thấy là AI tức là trí thông minh nhân tạo thì bây giờ được sử dụng khắp nơi mà trí thông minh nhân tạo thì à, cũng được sử dụng vì lợi ích của cuộc sống rất là nhiều Đặc biệt là trong những cái vấn đề Mà y khoa y tế Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái lực lượng Cũng có những người đã lợi dụng trí thông minh nhân tạo Đã tạo ra những cái thông tin giả Đã tạo ra những cái hình ảnh giả Mà đặc biệt là được sử dụng Trong bầu cử Hết sức là nhiều Và tuần trước có một bản tin mà Hương Nhân chưa có dịp chia sẻ với quý vị Cũng muốn chia sẻ nhanh thôi Tức là tại California Đã có một người phụ nữ Ở thành phố Elk Grove À, tức là ở sát Sacramento phía Tây Bắc của vùng vịnh San Francisco thì đã bị bắt bởi vì à, người phụ nữ này Dallas Homer 34 tuổi bị cáo buộc là đồng lãnh đạo một cái nhóm khủng bố theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã tập trung vào cái việc là kích động và lập mưu thực hiện các tội ác thù hận tại Hoa Kỳ và không chỉ tại Hoa Kỳ mà trên toàn cầu và người phụ nữ này đã bị bắt cùng với đồng phạm đó là Matthew Allison 37 tuổi từ thành phố Boise của tiểu bang Idaho và được cho là hai nghi can này đã thực hiện đã đưa ra những cái lời kêu gọi mà gọi là những cái lời kêu gọi hết sức là thẳng à, hết rõ ràng và bảo là đừng ra đó ra tay đừng có nói và kêu gọi, quý vị biết là kêu gọi là toàn bộ những đưa ra toàn bộ những cái lời à, kêu gọi về bạo lực nào là bắn nào là khủng bố nào là bom nào là à, đốt nào là đâm chém rất là những những đưa ra những cái tuyên bố tràn đầy bạo lực và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình chính trị Hoa Kỳ nhưng mà có một cái bản tin Hương nhau muốn. À, chia sẻ với quý vị thông tin follow up ngày hôm qua hương nhân chia sẻ với quý vị là tối ngày hôm qua cái tin tức mà ông trùm âm nhạc son Holmes đã bị bắt ngay tại một khách sạn ở Manhattan nó gây chấn động toàn bộ giới âm nhạc không có chỉ là ở Mỹ mà ở trên toàn cầu. Mặc dù chúng ta biết là cái tin này nó không có gì đáng ngạc nhiên. Sau cái cuộc điều tra, sau khi mà FBI vào tháng 3 đã bất ngờ đột kích vào tư gia của ông Combs ở Los Angeles và ở Miami và họ đã tịch thu. Họ đồng cùng một lúc chặn ông ở phi trường và tịch thu những cái thiết bị điện thoại. Và cái cuộc điều tra của FBI thì được bắt đầu từ hồi đầu năm và trước đó thì chúng ta thấy là ông Sencoms Combs đã đối mặt với những cái cáo buộc hành hung tình dục từ người bồ cũ đó là ca sĩ Ventura nếu mà Hương nhân nhớ không có nhầm tên. Và ngày hôm nay thì ông Sean Combs đã ra hầu tòa và đối mặt với cái bản cáo trạng ngày hôm nay thì tại tòa bản cáo trạng đã được công ông đối mặt với những cái tội danh hình sự. Đó là tội phạm có tổ chức. Đó là trafficking tức là buôn bán à, tình dục. Thứ ba nữa là vận chuyển. Tức là ở, ở đây là vận chuyển những cái đối tượng mà cung cấp tình dục. Thì với những nội cái chuyện mà nội cái 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 cáo buộc cái tội danh mà tội phạm có tổ chức đó là quý vị biết nếu mà bị kết tội thì cái mức án tối đa là có thể là lên đến trung thân. Cái thứ hai nữa là đối với cái tội danh là buôn bán tình dục thì với tội danh này thì cái mức tối thiểu nếu mà bị kết án thì cái mức tối thiểu là 15 năm tù tức là cái bản án rất là nặng. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là vào ngày hôm nay phía bên công tố họ yêu cầu tòa họ kêu gọi ông tòa là bác bỏ cái yêu cầu được cho ông Combs được tại ngoại bởi vì họ cho rằng là ông Combs vẫn có cái nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng bởi vì khi mà họ bắt giữ ông Combs tại khách sạn vào tối ngày hôm qua thì họ đã tìm thấy có thể là ma túy dưới cái dạng bột màu hồng. Trong khi đó thì luật sư biện hộ cho ông Combs thì họ đề nghị là đóng bảo lãnh tại ngoại hầu tra là 50 triệu Mỹ Kim nhưng mà tòa đã bác bỏ cái yêu cầu này tòa đứng về phía à, bên công tố và như vậy thì ông trùm âm nhạc sẽ bị tạm giam cho đến khi mà phiên tòa nó xảy ra. Và quý vị biết là Hương Nhân có đọc cái bản cáo trạng 14 trang. Nhà chức trách ghi rất là cụ thể là ông đã hành hung à, tình dục các phụ nữ như thế nào ghi rõ lắm quý vị và đã có đã tổ chức những cái sự kiện gọi là ăn chơi thác loạn ra sao vân vân rất là nhiều vấn đề cụ thể cho nên cái bản tin này được xem là rúng động và được quan tâm rất là nhiều cũng nhân tiện nói về giới âm nhạc và giới ca sĩ quý vị biết là mới đây ngôi sao nhạc pop phải nói là rất là nổi tiếng đó là Taylor Swift quý vị biết rồi sau một thời gian im lặng và mặc dù chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump cụ thể là ông Donald Trump đã đưa ra nhiều lời ve vãn khen ngợi để có được cái sự hậu thuẫn từ Taylor Swift thậm chí họ còn tung những cái tin đồn thất thiệt và họ đã dùng AI để mà tạo ra những cái hình của Taylor Swift um, hậu thuẫn ông Donald Trump nhưng mà cuối cùng thì Taylor Swift đã hậu thuẫn công khai lên tiếng hậu thuẫn Kamala Harris và Team Wars và cô cũng ghi rất là rõ cô bảo là bây giờ đối mặt với những cái nguy cơ AI đó cho nên là tất cả mọi thứ đều phải minh bạch. Sở dĩ Hương Giang nhắc lại cái bản tin này lý do tại sao bởi vì trên một diễn đàn mà trên một cái diễn đàn một cái podcast của một người ủng hộ ông Donald Trump Hương Giang đang nói về người gốc Việt. Và cái diễn đàn này đưa ra đó, đưa ra một cái thông tin như vậy. Taylor Swift là sướng ca vô loại. Cho nên đó cái sự hậu thuẫn mà cô Swift dành cho Kamala Harris và Tim Walz nó không có giá trị gì hết. Hương Nhân, Hương <laughs> này, Hương Nhân thực sự là frozen là tại vì người này có vẻ như là ở trong một cái thế giới nó hoàn toàn bị cô lập. Có vẻ như là người này đã bị boxes, tức là bị đóng vào trong một cái hộp mà cái hộp này nó rất là nhỏ, cho nên không hề biết được rằng Taylor Swift là ai. Và trong chương trình của Hương Giang, Hương Giang cũng đã chia sẻ với quý vị những cái tiếng nói hậu thuẫn về từ giới nghệ sĩ đó thì thông thường đó nó không có tác dụng nhiều. Nhưng mà đối với Taylor Swift thì hoàn toàn khác. Quý vị có biết là hàng trăm triệu fan hâm mộ đối với nữ ca sĩ này không chỉ ở Mỹ mà ở trên toàn cầu. Một tiếng nói, một hành động, một phát ngôn của nữ ca sĩ này nó có tác động đến hàng triệu người. Chính vì vậy, Taylor Swift kêu gọi những người cử tri lần đầu tiên phải ghi danh bỏ phiếu trước khi sử dụng được cái lá phiếu của mình thì chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sáu mươi mấy triệu người hương Nha hương xin lỗi sáu mươi mấy ngàn người đã vào cái trang mạng bầu cử của chính phủ để tìm hiểu quý vị có thể thấy là sức mạnh của Taylor Swift như thế nào cho nên nói đưa ra một cái ví dụ và rất là thiển cận người này bảo rằng là cũng như ca sĩ việt nam vậy nói có ai nghe đâu họ có nhiều cái scandal bê bối Hương Nhâm phải nói với quý trong giới nghệ sĩ Taylor Swift là một nghệ sĩ rất là có trách nhiệm bởi vì cô hiểu rằng cái tiếng nói của mình đó, có giá trị và hàng triệu hàng triệu người nghe người theo dõi cho nên tất cả nhất cử nhất động hương nhân không có nói là về mặt nghệ thuật mà hương nha về mặt nghệ thuật hay là sáng tạo mà hương nha nói là những cái phát ngôn những cái hành vi của ca sĩ này hết sức là có trách nhiệm cho nên nếu một người nào đó tuyên bố là cái sự hậu thuẫn của Taylor Swift không có giá trị bởi vì ca sĩ chỉ là sướng ca vô loài thì đây là được Hương Giang xem là một cái tuyên bố không có hiểu biết. Và bây giờ quay trở lại ngày hôm nay thì bà Kamala Harris đã có một cái cuộc phỏng vấn với Hiệp hội Báo chí các ký giả người Mỹ gốc Phi còn ông Donald Trump thì lại xuất hiện ở Michigan và có một cái buổi thao ho cùng với Sarah Huckabee Sanders. Quý vị biết là bà Sarah Huckabee Sanders là từng là tùy viên báo chí của tòa bạch ốc dưới thời ông Donald Trump và sau đó bà rút và chuẩn bị cho cái tranh cử thống đốc và bây giờ bà trở thành thống đốc của Arkansas. Bà là người dẫn chương trình vào ngày hôm nay điều hợp cái cái buổi thao ho của ông Donald Trump tại Michigan. Nhưng mà sở dĩ Hương Giang nhắc nhiều đến Sarah Huckabee sander Lý do tại sao? Bởi vì quý vị có biết là bà đã có những cái giây phút phải nói là xúc động khi bà nói về con của mình. Nhưng mà cái giây phút xúc động đó Thì nó lại tan biến mất Và đây là cái điều mà người ta nói là thật là đáng tiếc Cho cá nhân của bà Sanders Và cho cả Cộng Hòa Bởi vì chúng ta biết là Chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump Bây giờ họ đang gặp khó khăn Với nữ cử tri Ông Donald Trump thì từ, từ xưa đến nay Từ năm 16, năm 20 Và năm 24 thì ông vẫn gặp khó khăn Chật vật với uh, Nữ cử tri Mặc dù đó trong cái đại hội Đảng Cộng hòa vừa rồi ở Wisconsin thì họ Cộng hòa tìm mọi cách để cho cử tri thấy một hình ảnh một ông Donald Trump hoàn toàn khác cũng là một người của gia đình. Nhưng mà quý vị biết họ vẫn gặp khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay bà bà Sarah Huckabee Sanders bà kể về cái câu chuyện cá nhân của bà và bà kể những cái giây phút mà giữa con gái bà với bố tức là chồng bà những cái giây phút rất là đẹp và bà kể rằng khi bà bà trở nên xúc động và bà kể rằng khi mà bà về nhà đó thì con gái đã vỗ vào vai bà bảo rằng là mẹ à mẹ đừng có buồn mẹ đừng có lo bởi vì mẹ sẽ có những cái mẹ cũng sẽ có những cái moment mẹ sẽ có lúc đẹp mà và bà bảo là con cái của tôi nó làm cho tôi humble tức là nó làm cho tôi khiêm tốn rồi bà quay sang còn camera camera harris thì không có gì để làm cho bà humble cả nó không có tôi nhân nghĩ là cái tuyên bố này tự tự một cái hình ảnh một cái câu chuyện rất là xúc động về cá nhân rồi quay qua chỉ trích đối thủ chính trị của mình mà nó không có ăn khớp vào đó bởi vì bà Sarah Sander bà biết bà đang nhắm vào cái điểm là Kamala Harris bà không có con bà chỉ có con gọi là con kế tức là con của chồng mà thôi bà không có con ruột mà với JD Vance thì đã đưa ra cái cái Charles Kelly đi rồi đã bị chỉ trích quá chừng rồi và bây giờ cái tuyên bố của Bà, Cam, à, bà Sarah Sanders được xem là nó không cần thiết và nó không có đi đến đâu và nó làm cho tình hình còn khó hơn nữa. Bây giờ, ông Donald Trump trong cái buổi Thaw Hall tối ngày hôm nay ở Michigan thì ông đã nói gì? Ông à, tuyên bố là cái mức thuế quan mà ông sẽ áp dụng đối với các sản, sản phẩm mà nhập cản từ Trung Quốc, từ Mexico và từ các quốc gia khác thì nó sẽ phục hồi sẽ giúp được phục hồi ngành công nghiệp xe hơi ở tiểu bang này và thúc đẩy nền kinh tế. Và quý vị biết là trong cái trong cái buổi tối ngày hôm nay thì ông Donald Trump đã gắn cái chính sách kinh tế của mình đối với cái sự kiện là mới đây ông bị âm mưu ám sát tại cái sân đánh golf ở West Palm Beach vào hôm chủ nhật cũng như là cái vụ mà ám sát hụt ông ở Pennsylvania xảy ra vào tháng 7. Và ông tuyên bố và quý vị hỏi là tại sao tôi bị bắn phải không? Là bởi vì chỉ có những tổng thống mà có tầm ảnh hưởng lớn thì mới bị bắn. Đó là tuyên bố của ông Donald Trump. Nhưng mà ông Donald Trump vào ngày hôm nay thì ông cũng cho biết là bà Kamala Harris đã gọi điện hỏi thăm ông và ở trong kháng phòng người ta đã vui nhưng mà ông Donald Trump Hương Nhan nghĩ là ngày hôm nay Hương Nhan cho ổng một cái điểm à, là ổng không có nói láo chuyện này. Ông bảo là Kamala Harris gọi cho tôi nhưng ông phát âm ông phát âm Kamala Harris không biết là cố tình hay như thế nào. Ông bảo là bà ta gọi cho tôi và rất là tử tế rất là nice. Thì đây là điều mà hiếm hoi mà Hương Nhan nói là ông Donald Trump ông nói, nói lên sự thật. Và Donald Trump cũng cho biết là ông sẽ áp dụng cái mức thuế 200% đối với xe hơi nhập cảng à, từ Mexico và ông tuyên bố là điều đó thì sẽ làm cho họ không thể bán xe của họ được và ông cũng chỉ trích chủ tịch nghiệp đoàn xe hơi đó là à, ông Sean Fain mà quý quý vị biết rồi ông Fenn là người ủng hộ ông Joe Biden và ông Fenn cũng là người ủng hộ cái chương trình nghị sự về xe điện của ông Joe Biden và ông Trâm thì ông cho rằng là những cái chiếc xe điện đó là những chiếc xe được, được sản xuất tại Trung Quốc và Mexico. Nhưng mà thực ra trên thực tế cái tuyên bố này là nó không có đúng sự thật, nó misleading bởi vì trên thực tế thì nghiệp đoàn xe hơi của Mỹ họ ký những cái hợp đồng họ ký những cái hợp đồng với À, họ ký những cái hợp đồng là sản xuất xe hơi điện tại mỹ chứ không phải là sản xuất tại trung quốc hay là tại mỹ hay mexico ông donald trump ông cho biết là à, ông sẽ áp dụng cái mức thuế có qua có lại tức là những cái quốc gia khác mà đánh thuế hàng nhập cảnh từ mỹ bao nhiêu thì ông sẽ áp dụng cái mức thuế đó đối với những cái mặt hàng của họ và bà kamala harris thì vào ngày hôm nay bà cũng cho biết là bà cũng đã gọi, có gọi điện cho ông donald trump sau cái vụ mà phát giác ra nghi can âm mưu ám sát ông donald trump ở west palm beach và bà biết bà cho biết là bà gọi điện để hỏi thăm và để muốn biết rằng ông ấy là không có hề hẳn gì và ông ấy vẫn an toàn cho nên chúng ta thấy là chính trị đấu đá nhau nhưng mà cũng có giây phút là tử tế với nhau. Nhưng mà như Hương Anh nói là ông Donald Trump, ông nói lên sự thật, tức là ngày hôm qua ông cũng nói sự thật là ông Joe Biden gọi điện cho ông và cũng rất là tử tế. Thì bây giờ ông cũng nói lên được sự thật là bà Kamala Harris gọi điện cho ông và cũng rất là tử tế. Bây giờ bà Kamala Harris, à, quý vị có biết là có một cái thăm dò mà được xem là tốt nhất từ trước đến nay đối với bà Kamala Harris. Và cái thăm dò này là cái thăm dò ở tiểu bang Iowa. Tiểu bang Iowa là tiểu bang màu đỏ, đỏ rực ông Donald Trump năm 2016 và năm 2020. Ông đã chiến thắng đối thủ dân chủ một cách rất là thoải mái, chiến thắng. Hương nhớ là ông thắng ông Joe Biden 9 điểm ở đây một cách thoải mái, không có vấn đề gì. Nhưng mà một cái thăm dò này là cái đáng nói ở đây là thăm dò của công ty Seltzer Co. họ thực hiện. Và họ cái kết quả thăm dò tại Iowa của Seltzer cho thấy là ông Donald Trump 47 điểm. Trong khi đó thì bà Kamala Harris 43 điểm. Tức là ông Donald Trump chỉ dẫn trước bà Kamala Harris 4 điểm mà thôi. Và điều này dân chủ hoàn toàn có lý do để phấn khích hoàn toàn có lý do để có cái niềm hy vọng mặc dù chúng ta biết là iowa là tiểu bang mà khó có cái sự thay đổi lắm cái kết quả thì chúng ta cũng đã biết rồi nhưng mà dân chủ hoàn toàn có hy vọng là họ có thể là làm cho cái nếu như Donald Trump chiến thắng Thì họ có thể hoàn toàn có thể là làm cho chiến thắng của ông Donald Trump Nó không có rực rỡ Nó không có lông trời lỡ đất Nó không phải là 9% hay là 7% Nhưng mà một lần nữa Hương nhắc lại Là cái điều đáng nói ở đây Là đây là cái thăm dò của Sellers Sellers là công ty mà họ tổ chức thăm dò Tại Iowa bao giờ cũng đúng Quý vị biết là năm 2020 Thì các thăm dò khác các thăm dò khác đều cho kết quả là ông Joe Biden rất là tốt ở Iowa nhưng mà kết quả là như thế nào ông Joe Biden thì bị ông Donald Trump thắng 9% mà kết quả của Seltzer là 7% trong năm 2000 à, trong năm 2016 cũng tương tự như vậy các công ty bầu á, các công ty thăm dò khác thì họ cho một cái kết quả khác riêng Seller lại cho một cái kết quả rất là đúng so với kết quả thực tế tại Iowa cho nên là với cái kết quả thăm dò mà Seller Seller mới họ mới đưa ra vào hôm chủ nhật bởi vì cái, nhưng mà có một điểm đáng nói là cái cuộc thăm dò của họ được tổ chức trước khi mà có cái tin tức là có nghi càng âm mưu ám sát ông Donald Trump. Và như Hương Nhân nói trong chương trình ngày hôm qua đó là bà Kamala Harris bà đang có đà và bà đang có cái sức bật sau cái tranh luận tổng thống vào thứ ba tuần trước. Nhưng mà với một cái sự kiện đó là một âm mưu ám sát ông Donald Trump thì nó sẽ ảnh hưởng tới cử tri và nó ảnh hưởng tới mức độ nào thì chúng ta chưa có biết được cho nên chúng ta phải chờ xem thử là những cái cuộc thăm dò trong tuần này sẽ ra làm sao và đặc biệt là những cái cuộc thăm dò nó sẽ diễn ra một tuần sau khi cái sự kiện này nó à, xảy ra và chúng ta chờ xem nhưng mà cũng nhân tiện nói về bà kamala harris quý vị có biết là trong ngày hôm nay thì ông Tim Walls ông vận động tranh cử tại tiểu bang Georgia và ông vận động tranh cử tại tiểu bang North Carolina và tại từ North Carolina thì ông đã chỉ trích đối thủ của mình là ông JD Vance đã đưa ra những cái tuyên bố được cho hết sức nguy hiểm và vẫn tiếp tục đưa ra những cái tuyên bố như vậy về thành phố Springfield về những người di dân Haiti ở Springfield và quý vị biết là bà trong khi đó thì bà Kamala Harris lại có một cái cuộc phỏng vấn tức là bà ngồi xuống trả lời các câu hỏi từ các thành viên thuộc Hiệp hội Ký giả Người Mỹ gốc phi quốc gia. Và cái buổi phỏng vấn này nó diễn ra tại Philadelphia. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn vào ngày hôm nay, bà Kamala Harris lại bám chắc với cái kịch bản quá cho nên đã có những cái giây phút căng thẳng và trong 45 phút trả lời phỏng vấn thì bà à, nói về một số chính sách của bà về kế hoạch kinh tế trong đó có việc là xây nhà mới xây thêm 3.000 căn nhà mới thông qua tín dụng thuế và cung cấp hỗ trợ tài chánh cho những người mua nhà đầu tiên hay là tín dụng mở rộng tín dụng thuế trẻ em vân vân và bà cũng thừa nhận là bà phải nỗ lực rất là nhiều để giành được cái lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Phi chứ không phải là đương nhiên bà có bởi vì bà là người Mỹ gốc Phi. Nhưng mà quý vị biết là Phương Nhân có nói đến là có những cái giây phút hết sức là căng thẳng. Lý do tại sao? Bởi vì bà đã có bà gắn tức là bà theo cái kịch bản nhiều quá cho nên là bà có những lúc bà không có tập trung vào các chủ đề mà bà lạc đề hoặc là lang mang hoặc là trả lời vòng vòng và bà đã bị các ký giả họ dí họ chất vấn cho tới cùng thậm chí là bà họ nhắc lời và ngắt lời bà bà phải nói là tôi đang nói mà và quý vị biết là bà Kamala Harris có lúc bà đã tránh được những cái giây phút là có thể đưa ra những cái tuyên bố mà gây tranh cãi đó nhưng mà bà một ký giả thôi nha không có nhớ là ký giả của tờ nào đã ngăn chặn được khi chặn được cái câu hỏi của bà câu trả lời của bà Kamala Harris về cái vấn đề à, về vấn đề là kiểm soát súng ống nhưng mà quý vị biết là trong kháng phòng ngày hôm nay thì có khoảng 150 người tham dự thì trong đó có khoảng 100 sinh viên và đã có những cái giây phút là khán giả đó khán thính giả ở dưới họ không có thoải mái khi mà bà né trả lời bà né trả lời chẳng hạn như những cái câu hỏi về cuộc chiến ở gaza bà né trả lời là liệu bà có ban lành ban hành cái sắc lệnh hành pháp để thành lập một cái ủy ban nghiên cứu bồi thường thiệt hại chiến tranh hay không cuối cùng thì bà mới trả lời đi lòng vòng đủ thứ lang mang đủ thứ rồi bà mới quay lại bà trả lời là việc này để quốc hội và cái câu trả lời này làm cho làm giảm sự phấn khích của một số kháng thính giả và cũng có một số kháng thính giả họ không có hài lòng khi mà bà Harris trả lời Lòng vòng về việc là bà có tiếp tục cái cách giải quyết cái cuộc chiến ở Gaza của chính phủ ông Joe Biden hay không bà chỉ có đưa ra tuyên bố là tôi hoàn toàn tin rằng cuộc chiến này phải kết thúc và phải kết thúc càng sớm càng tốt và để đạt được điều đó là phải có cái thỏa thuận về con tin, phải có cái thỏa thuận ngừng bắn và chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ để đạt được những cái mục đích đó nhưng mà cho đến giờ đó thì chúng ta thấy rõ ràng là chính phủ của tổng thống Joe Biden họ vẫn gặp rất là nhiều khó khăn, thương lượng không biết bao nhiêu vòng rồi cho đến giờ vẫn chưa có đạt được thương lượng ngừng bắn mà bây giờ với cái vụ Israel đã mở cái cuộc tấn công vào máy nhắn tin của Hezbollah như vậy thì chúng ta biết rồi là cái thương lượng mà ngừng bắn có thể nó cái con đường nó càng trông gai hơn và cái cuộc phỏng vấn vào ngày hôm nay thì nó diễn ra khoảng 6 tuần sau khi mà ông Donald Trump quý vị còn nhớ cách đây 6 tuần ông cũng có một cái cuộc phỏng vấn tại đại hội quốc gia của cái hiệp hội này tức là hiệp hội những ký giả người Mỹ gốc Phi đó và tại đây thì ông đưa ra tuyên bố uh, ông đưa ra tuyên bố là bà đặt những cái câu hỏi nghi ngờ về sắc tộc của bà Kamala Harris và ông cũng chỉ trích uh, ký giả của nữ ký giả của uh, abc rất là nhiều ngày hôm nay thì bà Kamala Harris cũng nhận được cái câu hỏi về những cái tuyên bố uh, vô căn cứ và những cái tuyên truyền về tin thất thiệt của ông Donald Trump cũng như là Jay Vance về cái việc là di dân Haiti ở Springfield đã ăn trộm à, thú cưng để ăn thịt chó, ăn thịt mèo của người dân địa phương. Và quý vị biết là hàng chục cái những cái đe dọa đánh bom xảy ra và đã có những cái trường học bị đóng cửa, tòa thị chính bị đóng cửa mà quý vị biết là JD Van nói vô duyên như thế này không như thế nào không quý vị? Hương Nhân dùng vô duyên thì Hương Nhân nghĩ là Hương dân dùng nhẹ mà nói đúng ra rất là nguy hiểm. À, khi bị chất vấn là một mặt thì kêu là dân chủ phải hạ cái giọng xuống bởi vì giọng điệu của dân chủ làm cho ông Donald Trump bị à, âm mưu ám sát nhưng mà trong khi đó thì những cái phát ngôn của mình đối với di dân thì như thế nào Jay Devin đã nói một cái câu mà nó không có đi đến đâu ông ta bảo rằng cho đến giờ đâu có gì xảy ra đâu tức là đó tức là ông phải chờ, tức là ông đang nói là gì? bây giờ phải có khủng bố xảy ra, phải có đánh bom xảy ra thì may ra mới cho là những cái lời của ông kích động à? bởi vậy hương nhân nói là hương nhân nói là ông nói vô duyên thì cũng tương đối là nhẹ. ngày hôm nay thì ông bà Kamala Harris bà chỉ trích bà lên án ông Donald Trump là nói láo dựa trên những cái lời xáo rỗng và nói là thật là đáng buồn theo đúng nghĩa em à nghĩa đen ý tôi là À, tôi rất là cộng, buồn cho cộng đồng này bởi vì quý vị biết đó có những đứa trẻ những em học sinh tiểu học phải di tản vào cái ngày mà các em đến trường để chụp hình quý vị biết là quý vị nào có con em mình đi học thì quý vị biết là đầu năm hay có gọi là picture day đó ăn mặc các em ăn mặc đẹp để chụp hình và những cái tấm hình đó có hình chân dung riêng của học sinh đó vào năm đó và hình mà để dùng cho yearbook cùng với cô giáo và ngày hôm nay thì hương nhân thấy là rõ ràng cái lời mà lên án của bà Kamala Harris thì được xem là dài nhất Bà nhắc về vấn đề này dài nhất từ trước đến nay à, về những cái tuyên bố à, tung tin đồn nhảm và thất thiệt à, thúc đẩy những cái thuyết âm mưu của ông Donald Trump cũng nhân tiện nói về Springfield thì quý vị biết là ông thị trưởng của thành phố Springfield ông này là một người cộng hòa ngày hôm nay ông bảo là Ông có nghe nói là ông Donald Trump muốn ghé thăm thành phố Tại vì hồi, hôm Chủ nhật đó truyền thông loan tin Là một số nguồn tin thông thạo Cái kế hoạch của ông Donald Trump thì cho biết Là ông cựu tổng thống sẽ ghé thăm Springfield uh, Trong một ngày cũng gọi là soon Tức là sẽ sớm ghé thăm Springfield Thì thị trưởng Cộng hòa ở đây cho biết Là ông Donald Trump ghé thì họ welcome thôi Nhưng mà ông từ chối rất là khéo Ông bảo rằng nhưng mà thực tình mà nói đó là bây giờ nguồn lực nguồn tài nguyên của, của địa phương đang rất là căng thẳng và nếu như mà tổng thống ghé cựu tổng thống ghé thăm thì nó sẽ làm căng thẳng cái nguồn tài nguyên và bên cạnh đó thì thống đốc của tiểu bang Ohio vào ngày hôm nay cũng đã ghé thăm Springfield và ông cũng đưa ra một cái ý kiến uh, ý kiến tương tự như là ông thị trưởng thành phố uh, thị trưởng thành phố Springfield và bây giờ hương nhân muốn quay lại cái vấn đề mà hương nhân đặt ra đó là cái tin tức mà FBI ngày hôm chủ nhật họ đã phát giác ra được một nghi can đang âm mưu ám sát ông Donald Trump nằm chờ sẵn cầm súng lên đạn nằm chờ sẵn uh, cách cái sân đánh góp của ông Donald Trump khoảng 400 yard nhưng mà nằm 12 tiếng đồng hồ gần 12 tiếng đồng hồ mà không có tìm ra không có thấy được hình bóng của ông Donald Trump cho đến khi bị phát giác ra và bây giờ đó quý vị biết là không thường đó khi mà có một số khi mà có những cái tình huống xảy ra như vậy tức là một những cái tình huống khẩn cấp về chết người hay một sự kiện nào đó mà có thể thở trở thành như vậy thì thống đốc hoặc lãnh đạo của tiểu bang đó nơi xảy ra cái sự việc đó là thường hợp tác và tuyên bố hợp tác hay là cam kết hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra liên bang nhưng mà tại Florida thì cái chuyện này nó không có xảy ra sau cái vụ mà nghi can âm mưu ám sát ông Donald Trump và khi mà fbi tuyên bố là họ đang điều tra cái vụ này thì thống đốc của tiểu bang này là ông Ron DeSantis đã tuyên bố là tiểu bang của ông sẽ tự điều tra vấn đề này lý do mà ông Ron DeSantis đưa ra là gì? Theo tôi việc mà để cùng một cơ quan liên bang đang tìm cách truy tố Donald Trump dẫn cụ đầu cuộc điều tra này không phải là lợi ích tốt nhất của người dân hoặc của quốc gia. Tức là ông Ron DeSantis trong cái phát biểu của mình vào sáng ngày hôm nay thì ông cho rằng đó ông cho rằng là Bộ Tư pháp FBI các nhà điều tra liên bang đang điều tra ông Donald Trump cụ thể ở đây ngay tại Florida là cái vụ mà tài liệu mật mà bây giờ bà Aline Cannon bà đang đưa ra cái tuyên bố là bãi bỏ toàn bộ cái cáo trạng này bởi vì cái việc bổ nhiệm ông Jack Smith là vi hiếp có một tin tức về bà Eileen Cannon tại vì nói đến bà Eileen Cannon thì Hương Nhân mới nhớ là có một cái tin tức tí nữa Hương Nhân quay trở lại và quý vị biết là ông Ron DeSantis ông đưa ra cái tuyên bố đó và ông đã cho biết là ông ký một cái sắc lệnh là yêu cầu tổng biện lý của tiểu bang tổ chức cái cuộc điều tra về cái âm mưu ám sát này bởi vì ông cho rằng là FBI lâu nay điều tra ông Donald Trump rồi mà bây giờ điều tra cái âm mưu ám sát ông Donald Trump thì là nó có xung đột và điều này có nghĩa ông đưa ra cái thông điệp là tiểu bang của ông không có tin vào cái cuộc điều tra của FBI và điều này nó cũng gửi ra một cái tín hiệu cho ông Donald Trump có nghĩa là gì? Ron DeSantis đang muốn quay trở lại cái sơ cô của ông Donald Trump. Lâu nay đó chúng ta thấy hành động của Ron DeSantis, thống đốc của Florida. Ông ta từng là một được xem là một triển vọng, một ngôi sao của Cộng hòa nhưng mà ngôi sao này vụt lên rồi vụt tắt và ông ta đã thua ông Donald Trump. Đúng ra là ông ta dẹp luôn cái chiến dịch vận động tranh cử vòng sơ bộ ngay từ rất là sớm sau cái cú mà tung ra gọi là ồn ào nhưng mà quý quý vị biết là cái thông điệp mà Ron DeSantis gửi ra như vậy lâu nay đó thì chúng ta thấy là Ron DeSantis luôn luôn biến những cái sự kiện thành cái việc có lợi cho mình và bây giờ sau cái vụ mà quốc hội tức là sau cái vụ mà ông Donald Trump bị ám sát hụt ở Pennsylvania và quốc hội cụ thể ở đây là các nhà lập pháp của Cộng Hòa tại Hạ viện tuyên bố là họ mở cuộc điều tra song song để tìm hiểu ra nguyên nhân. Thì Ron DeSantis quý vị phải nhớ ông ta từng là dân biểu liên bang cho nên ông có ông ta có vẫn còn bạn bè ở Hạ viện và ông ta biết rõ điều đó cho nên là Ron DeSantis đã mở một cái cuộc điều tra và quý vị biết là nghi can thì ngày hôm qua đối mặt với hai cáo buộc về súng ống tàng trữ vũ khí trái phép rồi tàng trữ vũ khí mà đã xóa cái số Siri. và FBI thì bây giờ đang dẫn đầu cái cuộc điều tra này họ hợp tác với sở mật vụ và văn phòng cảnh sát quận tức là quận trưởng cảnh sát địa phương họ đang điều tra thì tiểu bang mở một cái cuộc điều tra song song. Điều này có bất thường hay không? Hoàn toàn bất thường bởi vì đây là tội phạm liên bang. Cho nên một khi tội phạm liên bang thì các nhà điều tra liên bang lãnh đạo cái cuộc điều tra đó và thông thường thì công tố viên địa địa phương họ thường là lôi lại họ để cho liên bang điều tra. Nhưng mà trong những cái năm vừa qua thì ông Ron DeSantis đã tự biến ông thành một cái nhân vật của quốc gia. Và ông tuyên bố là ông không có sợ cái thẩm quyền của liên bang. Cho nên là cái điều này cho thấy là cái cá tính chính trị của ông Ron DeSantis là muốn làm theo cách của mình. Chẳng hạn như là ông đã tổ chức những cái chuyến charter fly để đưa di dân đến đến Cali rồi đi qua cái hòn đảo Martha ở Pennsylvania. À, Massachusetts hơn xin lỗi, ở Massachusetts. Như vậy thì ông gỡ ra thông điệp là tiểu bang không có tin vào cái cuộc điều tra của liên bang. Và ông cho rằng tiểu bang sẽ minh bạch hơn liên bang. Và nhưng mà quý vị biết là thông thường đó chính phủ của ông Ron DeSantis có liên có minh bạch hay không? Hơn nhân có thể nói là không. Bởi vì những cái gì mà diễn ra tại Florida đó, chính quyền của ông Ron DeSantis trong những năm vừa qua không muốn công bố những cái luật, công bố những cái hồ sơ theo luật của Florida, những cái hồ sơ nào mà công bố bất lợi thì họ giấu kín. Cho nên đó nói là Ron DeSantis cái cuộc điều tra của Florida sẽ là minh bạch thường nhân đặt một cái dấu hỏi ở đây cộng hòa trong những năm trong nhiều năm vừa qua chứ không phải là trong những năm vừa qua. Họ từng xem mình là họ gắn liền với luật pháp và trật tự. Và họ quảng bá cộng hòa là một đảng ủng hộ thực thi công lý. Từ lâu nay là như vậy. Nhưng mà bây giờ họ có như vậy hay không? Bởi vì khi mà họ có lợi đó thì những cái vấn đề đó nó không có còn nữa. Không có luật pháp và trật tự, không có là thực thi ủng hộ thực thi công lý nữa. Cho nên là cái điều đáng nói ở đây là họ đang tìm cách để giữ cho cái câu chuyện chính trị mà quý vị biết là hiện nay được xem là một cái câu chuyện chính trị căng thẳng và có lợi cho họ và Ron DeSantis mới đây thì ông cho biết là ông có gọi điện cho ông Donald Trump sau khi mà nhà điều tra à, cơ quan thực thi công lý công, à, cơ quan thực thi họ đã bắt giữ được nghi can âm mưu ám sát ông Donald Trump và quý vị biết là như vậy thì chúng ta ngày hôm qua Hương Giang nói một nhân vật cơ hội ở à, một nhân vật cơ hội của cộng hòa ở Texas đó là Ted Cruz thì bây giờ ngày hôm nay Hương nhân lại nói thêm một nhân vật cơ hội của Cộng hòa khác đó là Ron DeSantis và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại